Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu. Ngày hôm nay em tập hợp lại những chiếc xe 7 chỗ mà bên nhà em vẫn còn. Quay lên cho các bác dòng xe từ vài trăm triệu, 200-300 triệu cho đến 700-800 triệu, những dòng xe 7 chỗ. Chiếc xe đầu tiên này là chiếc xe Kia Zondo. Một chiếc xe Kia Zondo 7 chỗ số tự động đời 2016. Và bên em đang chào bán với giá là 490 triệu đồng. 490 triệu đồng một chiếc xe Kia Zondo đời 2016 các bác nhé. Chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe cũng là Kia, nhưng đây là chiếc Kia Carren. Kia Carren đời 2011 số tự động. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng các bác nhé. Những cái dòng 7 chỗ của Kia này chạy thì rất là lành, tiết kiệm và rất là thoáng. Đây là một chiếc Kia Carren đời 2011 số tự động và bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc xe Innova. Một cái dòng Innova mà khá là cao cấp đời 2014 màu vàng cát, số sàn máy 2.0. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 390 triệu đồng các bác nhé. 390 triệu đồng. Một chiếc xe Innova đời vàng cát, màu vàng cát đời 2014 số sàn, xe tư nhân, xe còn khá là đẹp. 390 triệu đồng các em ấy. Một chiếc xe Kia, chiếc xe Toyota. Đây là chiếc xe Toyota Innova 2014 và bên em đang chào bán với giá là 490 triệu đồng. 390 triệu đồng ạ. Tiếp theo đây là một chiếc xe Captiva đời 2008 bản số sàn, máy xăng. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng một chiếc xe Captiva số sàn máy xăng các bác nhé. Chiếc xe này cũng khá là đẹp, biển Hà Nội và gần như là còn nguyên zin luôn. Bao cho các bác không có lỗi lầm gì, các bác mua về chỉ sẵn đi thôi. 7 chỗ, đời cao và 240 triệu đồng các bác nhé. Đây cũng là một chiếc xe Captiva. Một chiếc Captiva đời 2013, form mới. Chiếc này đã chuyển form mới rồi, máy cũng là máy mới, máy Eco. Dòng này 2.4 máy xăng nhưng mà chạy rất là tiết kiệm xăng. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Một chiếc xe Captiva đời 2013 số tự động. Cái dòng Captiva này thì cái form dáng nó khá là đẹp và chạy xe cũng rất là chất và chắc. Rất là chắc các bác nhé. Form dáng đây, em cho các bác xem qua một lượt. Form dáng thì như xe tiền tỷ luôn. Và giá chỉ có vài trăm triệu thôi. Một chiếc Captiva đời 2013 số tự động và đang chào bán với giá là 415 triệu đồng các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua cái dòng xe 7 chỗ thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0896108883. Em Xuân Hùng Ô Tô. Và các bác đang xem kênh thì cũng không quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày. Những chiếc xe mới về em đăng lên hàng ngày cho các bác. Dòng xe Toyota Innova. Chiếc này là chiếc Innova bản G đời 2006, bản xe, chiếc xe đời đầu tiên của xe Toyota. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng mà thôi. 230 triệu đồng một chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ. Một chiếc xe được gọi là thần thánh một thời. Và nó vẫn là chạy khá là ngon. Khá là ngon các bác nhé. Và giá thì khá là rẻ thôi, chỉ có hơn 200 triệu. 230 triệu đồng một chiếc xe Innova 2006 bản G xịn. Tiếp theo đây thì là một chiếc xe Kia Zondo. Một chiếc xe Kia Zondo đời 2016 bản số tự động mà 7 chỗ các bác nhé. Số tự động 7 chỗ luôn. Dòng này thì nó khá là rộng rãi, sạch sẽ và chắc chắn. Nó rất nhiều tính năng tự động bên trong. Rất nhiều tính năng tự động luôn. Và chiếc này thì bên em chỉ chào bán với giá là hơn 400 triệu mà thôi các bác nhé. Hơn 400 triệu mà thôi. Xe rất là rẻ, đời 2016 ạ. Và bên em đang chào bán với giá là 495 triệu đồng. 495 triệu đồng một chiếc xe Kia Zondo. Kia Zondo 7 chỗ các bác nhé. Xe khá là chất lượng. Đây là dòng Kia Carren đời 2014 bản số sàn. Xe cũng khá là cao cấp, máy 2.0. Và chiếc này 7 chỗ nhé. Và bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng một chiếc xe Kia Carren đời 2014 số tự động. À, số sàn xin lỗi các bác. Số sàn đời 2014
bản máy 2.0 và bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng, 330 triệu đồng mà thôi. Tiếp theo thì đây là một chiếc xe Innova. Một chiếc Innova G đời 2009, số tự động, số sàn, xin lỗi các bác ạ. Đây là chiếc Innova bản số sàn máy 2.0. Máy 2.0 các bác nhá. Một chiếc xe Innova bản G. Bản G số sàn máy 2.0. Và chiếc này thì bao cho các bác là máy số còn zin. Xe không hề chạy dịch vụ taxi một ngày nào. Và bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. 285 triệu đồng một chiếc xe Innova G đời 2009 các bác nhé.